Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Đảng Dân Chủ Mỹ thông báo sẽ bầu lãnh đạo mới vào đầu tháng 2 năm 2025. Tổng thống đắc cử Mỹ sắp công bố kế hoạch hành động năng lượng đầy tham vọng. Ông Trump mở cuộc điều tra, nghi ngờ cấp dưới thu tiền để đề cử nội các mới. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Vừa qua, Đảng Dân Chủ Mỹ thông báo sẽ bầu lãnh đạo mới vào đầu tháng 2 năm 2025. Đây được xem là khởi đầu quan trọng sau thất bại của tổ chức này trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Theo ABC News, Chủ tịch hiện tại của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân Chủ DNC, Chairman Harrison, người sẽ không tranh cử nhiệm kỳ hay, thông báo rằng từ tháng 1 năm 2025 sẽ tổ chức bốn diễn đàn về ứng cử viên dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến. Cuộc bầu cử cuối cùng dự kiến được tiến hành vào ngày 1 tháng 2 năm 2025 với việc 448 đảng viên DNC bỏ phiếu bầu. Ngoài vị trí chủ tịch, Đảng Dân chủ cũng sẽ bầu ra các vị trí lãnh đạo khác như phó chủ tịch, thủ quỹ, thư ký và chủ tịch tài chính quốc gia. Theo kế hoạch, các thành viên của ủy ban quy định và điều lệ sẽ họp vào ngày 12 tháng 12 tới để thiết lập quy tắc cho cuộc bầu cử này, đặc biệt là điều kiện để được tham gia ứng cử. Năm 2021 các ứng cử viên được yêu cầu nộp một tuyên bố đề cử bao gồm chữ ký của 40 thành viên DNC và có khả năng tiêu chuẩn tương tự sẽ được áp dụng trong năm 2025. Việc lựa chọn một lãnh đạo mới cho DNC diễn ra trong bối cảnh đảng này đang vật lộn với thất bại toàn diện trong cuộc bầu cử vào năm 2024, khi họ mất ghế Tổng thống, quyền kiểm soát Thượng viện và không giành được đa số tại Hạ viện Mỹ. Chủ tịch tiếp theo của Ủy ban sẽ lãnh nhiệm vụ xây dựng lại tinh thần cho đảng, đồng thời giám sát quá trình đề cử năm 2028 một hoạt động phức tạp và gây tranh cãi. Theo tuyên bố, DNC cam kết tiến hành một cuộc bầu cử minh bạch, công bằng và vô tư cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo để dẫn dắt đảng tiến lên phía trước. Hiện có hai đảng viên dân chủ đã tuyên bố tranh cử trước chủ tịch là phó chủ tịch DNC Kay Martin và ông Martin Marley, cựu thống đốc bang Maryland và hiện là ủy viên của cơ quan an sinh xã hội. Những đảng viên dân chủ hàng đầu khác cũng đang cân nhắc chạy đua để kế nhiệm ông hudson bao gồm cựu dân biểu Texas Beto O'Rourke cựu phó chủ tịch đảng Michael Bullock, chủ tịch đảng Dân chủ Wilkinson, Ben Quicker, đại sứ Mỹ tại Nhật Bản Rem Emanuel, thượng nghị sĩ Mallory Mark Marrow và Chuck Rocha, một chiến lược gia lâu năm. Đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump đang chuẩn bị một kế hoạch quy mô lớn để triển khai trong những ngày đầu tiên sau khi ông nhậm chức, trong đó sẽ phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho các dự án khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG và tăng cường khoan dầu ngoài khơi bờ biển của Mỹ và trên các vùng đất liên bằng. Đây là động thái nhằm thực hiện các cam kết của ông Trump trước chiến dịch tranh cử. Nhưng kế hoạch công bố danh sách những hành động cụ thể ngay từ ngày đầu tiên nắm quyền sẽ đảm bảo rằng việc khai thác dầu khí sẽ cùng với vấn đề nhập cư là một trụ cột trong chương trình nghị sự trong giai đoạn đầu của ông Trump. Ông Trump cũng có kế hoạch bãi bỏ một số luật và quy định quan trọng của người tiền nhiệm là ông Joe Biden, kế hoạch đẩy nhanh việc phê duyệt những giấy phép đang chờ xử lý, tổ chức các đợt đấu giá khai thác thường xuyên hơn và tập trung vào những khu vực có tiềm năng dầu mỏ cao. Ông Trump cũng sẽ tìm cách phê duyệt dự án đường ống Keystone, đường ống vận chuyển dầu thô của Canada đến Mỹ, từng là điểm nóng về môi trường và đã dừng sau khi ông Biden hủy một số giấy phép quan trọng ngay ngày đầu tiên nhậm chức. Tuy nhiên, bất kỳ công ty nào muốn xây dựng đường ống trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này sẽ cần phải bắt đầu lại từ đầu vì quyền sử dụng đất đã được trả lại cho chủ đất. Nhiều nội dung trong kế hoạch năng lượng của ông Trump sẽ cần thời gian để quốc hội hoặc hệ thống quản lý của quốc gia thông qua. Vì vậy, ông cho biết sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng vào ngày đầu tiên nhậm chức như giải pháp để vượt qua các rào cản và đẩy nhanh những chính sách mới. Tổng... Ông Trump mới đây yêu cầu nhóm luật sư điều tra Boris Eftein, cố vấn chiến dịch bị nghi thu phí thăng chức, để đưa một số người vào các vị trí nội các. Trong khi đó, ông Eftein phủ nhận các cáo buộc. New York Times mới đây đưa tin Nhóm luật sư của tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump tìm thấy bằng chứng cho thấy cố vấn cấp cao chiến dịch tranh cử của ông Trump, Boris Steinh, từng yêu cầu những người có tiềm năng được bổ nhiệm vào chính quyền mới trả phí ứng trước để được hậu vào các vị trí. Ông Trump đang chỉ đạo nhóm pháp lý tiến hành đánh giá các nghi vấn này. Ông Boris Steinh được cho là nhân vật có quyền lực trong quá trình chuyển giao. Tuy nhiên, một số người mà ông Trump tin tưởng cảnh báo rằng ông Steinh nhắm đến thu lợi tài chính từ một số ứng viên tiềm năng cho chính quyền mới và một số người có nhu cầu đã cố gắng sắp xếp cuộc hẹn với ông. Theo đánh giá của nhóm pháp lý, ông Stein bị nghi đề nghị thu tiền từ hai người, bao gồm ông Scott Bessette, người mà ông Trump gần đây chọn làm ứng cử viên cho Bộ trưởng Tài chính. Cụ thể, ông Stein được cho là đã gặp ông Bezet vào tháng 2, thời điểm mà mọi người đều biết ông quan tâm đến vị trí Bộ trưởng Tài chính và đề xuất được trả 30.000 đến 40.000 đô la Mỹ trên một tháng để có thể thăng chức cho ông Bezet. Ông Bezet được cho là đã từ chối Ông cũng không đồng ý với một đề nghị khác của ông Epstein nhằm đầu tư vào một giải bóng rổ ba đầu ba. Sau thời gian đó, ông Benson được cho là gọi điện cho ông Epstein vào ngày 14 tháng 11 để xem liệu ông này có chỉ trích ông với những người xung quanh ông Trump hay không. Ông Epstein nói với ông Benson rằng đã quá muộn để thuê ông ta. Người thứ hai được nhắc đến là một nhà thầu quốc phòng. Ông Epstein bị nghi yêu cầu người này trả 100.000 đô la Mỹ trên một tháng cho ông trong thời gian chuyển tiếp. Theo báo cáo, ông Epstein cho rằng lời đề nghị của ông có ý nghĩa sống còn với triển vọng của nhà thầu này. Tài liệu đánh giá kết luận, mối quan hệ gần gũi của ông Epstein với ông Trump nên chấm dứt. Ngay cả trước khi hàng loạt câu chuyện xuất hiện, ảnh hưởng quá lớn của ông Epstein đối với quá trình chuyển giao vào một loạt các vị trí, mặc dù ông không có vai trò chính thức, cũng gây chấn động một số người thân cận. Trong số đó có cả ông Elon Musk, người gần như có mặt khắp mọi nơi ở mar lago của ông Trump. Ông mới khi đó ngạc nhiên thấy rõ về việc ông Epstein được trao quá nhiều quyền hạn Ông Trump ghi nhận công lao của ông Stein vì đã sát cánh cùng ông ngay cả sau khi nhiệm kỳ tổng thống trước kết thúc một cách ồn ào. Con trai của ông Trump là Eric Trump đưa ra cảnh báo trên Fox News liên quan đến vụ việc. Theo Eric Trump, ông Stein, người mà ông đã học đại học cùng, là một con người tốt. Đối với nghi vấn thu tiền để tiến cử, Eric Trump nói: "Cha tôi luôn khẳng định rõ ràng là không được làm điều đó trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Ông hy vọng các báo cáo về Stein là sai." Trong nhiều năm qua, một số cố vấn của ông Trump có hợp đồng dạng tư vấn với các khách hàng bên ngoài. Ông Trump đôi khi nghi ngờ những thỏa thuận như vậy và cũng thắc mắc liệu các ứng cử viên có được đề xuất có trả tiền cho cố vấn của ông hay không? Hay liệu các công ty được giới thiệu đến ông có liên quan tài chính đến các trợ lý của ông hay không? Theo TASS, trong tuyên bố mới đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận rằng Moscow đã ghi nhận những nỗ lực thúc đẩy đàm phán hòa bình từ đội ngũ của ông Donald Trump. Theo đó, người phát ngôn điện Kremlin cho biết Chúng tôi ghi nhận những gì ông Mike đã nói trong cuộc phỏng vấn gần đây Các ứng cử viên trong nội các của ông Donald Trump đều nói tới từ hòa bình hoặc kế hoạch hòa bình Điều mà chúng tôi không thấy từ chính quyền Tổng thống Biden Thực tế, chính quyền Mỹ đương nhiệm đang tìm cách phức tạp hóa tình hình xung đột Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Moscow vẫn duy trì quan điểm sẵn sàng đối thoại để giải quyết vấn đề Ukraine Trước đó, hạ nghị sĩ Mike Người được Tổng thống Đắc cử Mỹ Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia đã vạch ra chiến lược của chính quyền mới để giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Cụ thể, trả lời phỏng vấn Đài Fox News, ông Vance nhấn mạnh rằng ưu tiên chính của chính quyền mới sẽ là tổ chức các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine về một lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa bình. Ông Vance nói rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu ngay từ ngày đầu tiên của nhiệm kỳ ông Trump. Nhà lập pháp này cũng chỉ trích các quyết định gần đây của chính quyền Tổng thống Joe Biden chẳng hạn thông tin Washington đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Ngoài ra ông Wans cho biết, ông đã gặp Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan, đồng thời cảnh báo rằng các đối thủ của Mỹ không nên lợi dụng giai đoạn chuyển giao ở Mỹ để gây rắc rối. Được biết, ông Wans từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, nên được cho là sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của ông Donald Trump trước hàng loạt thách thức về chính sách đối ngoại, bao gồm các cuộc xung đột ở Ukraine, Gaza và Liban. Ông Owens cũng từng chỉ trích gay gắt chính phủ Nga, nhưng cũng đồng thời lập luận rằng chính sách hiện tại của Mỹ nhằm thúc đẩy nỗ lực chiến đấu của Ukraine cần phải chấm dứt để tìm kiếm giải pháp đàm phán. Điển hình như trong một sự kiện cách đây ít lâu, ông cho biết cần phải đánh giá lại mục tiêu của Mỹ ở Ukraine. Ông Owens khẳng định liệu xung đột tại Ukraine có vì lợi ích của Mỹ hay không? Chúng ta có nên lãng phí thời gian, tiền bạc và các nguồn lực mà chúng ta cần ở Thái Bình Dương ngay lúc này không? Đáng chú ý, ông Owens cũng ca ngợi ông Donald Trump vì đã thúc đẩy các đồng minh NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng. Tuy nhiên, khác với Tổng thống đắc cử Mỹ, ông không ủng hộ việc Washington rút khỏi liên minh quân sự này. Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang lần lượt tung ra nhiều phương án đa dạng nhằm thăm dò phản ứng của tất cả các bên, qua đó định hình một phát thảo tối ưu cho kế hoạch hòa bình Ukraine sắp tới. Các tiết lộ mới nhất từ hạ nghị sĩ Mike Walsh, Nhân vật dự kiến đảm nhiệm vị trí cố vấn an ninh quốc gia NSA trong chính quyền sắp tới đã định hình rõ nét hơn xu hướng chọn kinh tế thay cho an ninh trong tổng thể kế hoạch đang được ông Trump và đội ngũ kiến tạo ở Ukraine. Các tiết lộ mới từ ông Walsh đã làm rõ hơn yêu cầu chia sẻ gánh nặng của Mỹ về an ninh Ukraine từ tất cả các đồng minh và đối tác. Đây là động thái cho thấy chính quyền ông Trump ủng hộ quan điểm của Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorsky tuyên bố trước đó bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao EU. Ông Sikorsky khẳng định các nước lớn châu Âu sẵn sàng gánh vác gánh nặng viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine trong trường hợp Mỹ cắt giảm hỗ trợ. Sau khi thăm dò khả năng đóng băng xung đột về lãnh thổ và giảm nhẹ gánh nặng về an ninh cho các đối tác và đồng minh, phía ông Trump lại tiếp tục thăm dò về các viễn cảnh gia tăng lợi ích kinh tế. Đối với nhóm lợi ích này, đích thân ông Trump sau khi trở thành tổng thống đắc cử đã để lộ các thông tin cho thấy sự quan tâm đến các nội dung về sự chia sẻ tài nguyên thiên nhiên của Ukraine cho các đối tác phương Tây trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Nhìn chung, các tiết lộ mới nhất của ông Walsh đang củng cố rõ nét hơn các định hướng ưu tiên nhóm mục tiêu kinh tế hóa hơn hẳn, an ninh hóa của chính quyền Mỹ kế nhiệm trong vấn đề Ukraine. Vừa qua, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Lindsey Graham đồng minh của ông Donald Trump cho biết, Ukraine có thể cực kỳ hữu ích cho Mỹ vì nước này tràn ngập các nguồn tài nguyên thiên nhiên có giá trị và sẵn sàng đàm phán một thỏa thuận với Mỹ về việc khai thác. Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina nói với Fox News rằng xung đột ở Ukraine rốt cuộc là về tiền bạc. Ông Graham nói, bạn có biết rằng quốc gia giàu nhất ở châu Âu về khoáng sản đất hiếm là Ukraine không? Đất hiếm ước tính trị giá từ 2 đến 7 000 tỷ đô la Mỹ. Thượng nghị sĩ lưu ý Ukraine sẵn sàng thỏa thuận với Mỹ, chứ không phải với Nga. Vì vậy, chúng ta có lợi khi đảm bảo rằng Nga không tiếp quản nơi này. Ông Graham nói, mô tả Ukraine là vựa lúa của thế giới. Ông Graham nói tiếp, chúng ta có thể kiếm tiền và có mối quan hệ kinh tế với Ukraine, điều đó sẽ rất có lợi cho chúng ta với hòa bình. Thượng nghị sĩ chỉ ra, ông Donald Trump sẽ thực hiện một thỏa thuận để lấy lại tiền của chúng ta, để làm giàu cho chúng ta bằng các khoáng sản đất hiếm, một thỏa thuận tốt cho Ukraine và chúng ta. Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden đang tìm cách tối đa hóa khả năng quân sự của Ukraine trước khi diễn ra sự thay đổi chính quyền vào tháng 1 năm 2025. Trong khi đó, chính sách của ông Trump đối với cuộc xung đột Ukraine có thể không hề thuận lợi cho Nga như dự báo trước đó. Theo báo cáo của hãng tin Bloomberg, một trong những biện pháp quan trọng là cho phép Kiev tiến hành các cuộc tấn công bằng vũ khí Mỹ vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Quyết định này trở thành một phần trong chiến lược quy mô lớn của Nhà Trắng nhằm tạo áp lực lên Moscow. Chưa dừng lại ở đây, ngoài việc cấp phép sử dụng tên lửa Mỹ, Washington còn áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với Gazprombank và một số tổ chức tín dụng khác của Nga. Những bước đi này bổ sung cho việc cung cấp nhiều lô vũ khí mới cho lực lượng vũ trang Ukraine, bao gồm cả mìn sát thương, dự báo sẽ làm tăng đáng kể khả năng phòng thủ của Ukraine. Lễ nhậm chức sắp tới của ông Donald Trump dự kiến diễn ra vào tháng 1 năm sau đang gây lo ngại cho cả Kiev và các đồng minh của Mỹ. Mặc dù ông Trump trước đây đã bày tỏ hoài nghi với sự can dự sâu sắc của Mỹ vào cuộc xung đột Ukraine, nhưng sự im lặng hiện tại liên quan đến quyết định cho phép tấn công vào lãnh thổ Nga đã đặt ra câu hỏi cần giải đáp. Giới chuyên gia lo ngại rằng tân Tổng thống Mỹ có thể tiếp tục chính sách cung cấp vũ khí cho Ukraine, mặc dù theo một cách hơi khác, thậm chí gia tăng khối lượng. Trong giai đoạn tranh cử, ông Trump thường tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt cuộc xung đột Ukraine một cách nhanh chóng nếu ông trúng cử. Tuy nhiên, giải pháp mau chóng cho một cuộc xung đột kéo dài như thế là vô cùng nan dài. Do vậy, trong năm 2025, tân Tổng thống Mỹ Trump có thể đưa ra những quyết định đối lập nhau liên quan đến Ukraine, thậm chí cả kịch bản ít ai ngờ là ông sẽ quay sang viện trợ ồ cho Kiev. Trước đó, phía Nga đã tuyên bố rằng bất cứ kế hoạch hòa bình nào do chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tương lai đề xuất đều sẽ phải phản ánh tình hình trên thực địa ở Ukraine, dù rằng Tổng thống Nga Putin vẫn để ngỏ đàm phán. Hiện nay, khi xung đột ở quốc cơ chưa ngã ngũ hoàn toàn, thì có thể phía Mỹ và Ukraine phải bổ sung rằng cần tính đến cả thực tế ở quốc cơ. Khi ấy, với tính cách có nhiều ngẫu hứng của ông Trump, một số nhà quan sát nhận định rằng trong tình huống Tổng thống đắc cử Trump không tìm kiếm được giải pháp nhanh chóng cho cuộc đối đầu quân sự giữa Nga và Ukraine, ông ấy hoàn toàn có thể bất ngờ quay sang thách thức Tổng thống Nga Putin và gia tăng viện trợ của Mỹ cho Ukraine. Trong khi đó, cựu Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định dưới thời tân chính quyền Trump 2025, xung đột Nga-Ukraine sẽ chỉ gia tăng căng thẳng thêm lúc đó Ukraine có thể sẽ nỗ lực tiếp tục chiến đấu mà không còn viện trợ đáng kể từ Mỹ. Vừa qua, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp Quốc về Trung Đông, Phó đại diện thường trực nga tại Liên hợp quốc, ông Dmitry Polyansky cho hay, Mỹ nhận thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế sau khi phủ quyết một dự thảo nghị quyết khác của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza. Ông Polyansky nói sau khi phủ quyết dự thảo do 10 nước này soạn thảo, Mỹ thấy mình hoàn toàn bị cô lập trên trường quốc tế. Cách tiếp cận của Mỹ không được chia sẻ ở Trung Đông hoặc bởi các thành viên của Hội đồng Bảo an hoặc bởi phần lớn các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc. Chính sách ngăn chặn hoạt động của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Trung Đông của Washington vẫn là một vết nhơ đối với danh tiếng của chính quyền Mỹ sắp mãn nhiệm, điều mà họ sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gồm 15 thành viên đã bỏ phiếu với tỷ lệ 14-1 cho nghị quyết hôm 20 tháng 11 được 10 thành viên không thường trực đưa ra. Nghị quyết đã không được thông qua vì phiếu chống của Mỹ, một trong năm thành viên thường trực của hội đồng. Đây là lần thứ tư Mỹ sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn chặn một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi ngừng bắn ở Gaza. Về phần mình, ông Polianski cho biết Nga sẽ tiếp tục ủng hộ các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn đổ máu ở Gaza. Để đạt được mục đích đó, phái bộ Nga tại Liên Hợp Quốc sẵn sàng hợp tác với các thành viên có trách nhiệm của Hội đồng Bảo an và với Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, sự trở lại của ông Donald Trump trên cương vị Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ 2 được dự báo có những tác động mạnh mẽ với khu vực châu Á. Từ căng thẳng Mỹ, Trung, lo ngại của Nhật Bản và Hàn Quốc đến cơ hội chiến lược của Ấn Độ, châu Á đang chuẩn bị đối mặt với những chuyển biến lớn trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Lập trường của ông Donald Trump về Trung Quốc có vẻ đơn giản nhưng nó phức tạp hơn người ta tưởng. Trong khi đó, các đồng minh của Washington ở Đông Á đang tiếp cận sự trở lại của ông Donald Trump một cách thận trọng. Tại Hàn Quốc, Tổng thống John Suk-yeol phải đối mặt với một tình huống tế nhị hơn ở Seoul có những lo ngại rằng ông Donald Trump có thể khu phục mối quan hệ cá nhân với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, có khả năng làm ảnh hưởng đến lợi ích của Hàn Quốc, trong khi lại yêu cầu tăng cường cam kết chia sẻ gánh nặng vì an ninh của nước này. Với Ấn Độ, thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có thể xem sự trở lại của ông Donald Trump như một cơ hội để củng cố mối quan hệ chiến lược với Mỹ. Các đối tác của Washington ở châu Á dường như nhận thấy rằng việc ông Trump trở lại Nhà Trắng có thể khiến Mỹ giảm bớt sự can dự vào khu vực này. Tóm lại, sự trở lại nhà trắng của ông Donald Trump hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thay đổi cho chính sách đối ngoại của Mỹ tại châu Á. Các quốc gia trong khu vực đang theo dõi sát sao diễn biến này bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến an ninh khu vực mà còn định hình tương lai quan hệ quốc tế trong bối cảnh đầy biến động hiện nay. Chuyên gia Mỹ khẳng định, không có hệ thống phòng thủ tên lửa nào trên thế giới hiện nay có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm trung mới của Nga. Chuyên gia công nghệ tên lửa hàng đầu của Mỹ Giáo sư danh dự về khoa học, công nghệ và chính sách an ninh quốc gia nghỉ hưu của MIT, Theodore Postol nhấn mạnh: không, hoàn toàn không, không có gì có thể ngăn chặn được hệ thống tên lửa Oresnik. Ông Theodore Postol bác những tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có, bao gồm Aegis, Aegis Ashore, THAD, Patriot và Endom, có thể ngăn chặn Oresnik, Phản bác lại những lập luận cho rằng hệ thống tên lửa Oresnik vốn sử dụng công nghệ lỗi thời trước đây của Moscow. Chuyên gia Postol nói. Bất kỳ ai đưa ra tuyên bố đó đều không biết gì hoặc họ chỉ đang nói dối. Những tuyên bố này đều được đưa ra bởi những chính trị gia không biết gì về tên lửa Oresnik và những tên lửa khác. Theo chuyên gia Poston, đây là hệ thống sử dụng công nghệ rất tiên tiến. Hệ thống Aegis, THAAD, Patriot và Endom có khiếm khuyết cơ bản. Do đó chúng thậm chí không thể chống lại tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn, chứ đừng nói đến thứ tinh vi như hệ thống Oresnik. Cách đây ít ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ và đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa có độ chính xác cao trước khi tên lửa của hai quốc gia này tấn công cơ sở quân sự của Nga ở vùng biên giới Kursk và Bryansk. Nga trả đũa bằng cách phóng tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh Oresnik mới nhất có tải trọng phi hạt nhân vào nhà máy quốc phòng của Ukraine ở Dnipro. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo lập trường khiêu khích của phương Tây có thể dẫn đến hậu quả lớn trong trường hợp gia tăng căng thẳng hơn nữa. Ông Vladimir Putin cũng tuyên bố không có hệ thống nào sở hữu khả năng chống lại các loại vũ khí như vậy hệ thống phòng không toàn cầu hiện có và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở châu Âu không thể đánh chặn tên lửa này. Ngoài ra, Moscow liên tục cảnh báo nhắm mục tiêu vào các cuộc thử nghiệm tên lửa tiếp theo dựa trên mối đe dọa đối với an ninh của Nga. Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu về chính sách đối ngoại và an ninh, Joseph Borrell trong một bài đăng trên trang điện tử của cơ quan này đã tuyên bố rằng tương lai EU đang bị đe dọa khi phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng cùng một lúc. Đáng chú ý, ông Borrell nói thêm rằng EU đang ở trong vòng cung lửa và không còn có thể dựa vào Mỹ để bảo vệ mình nữa. Ông Borrell cho rằng tình hình thế giới hiện nay đang ở mức đáng báo động như cuộc xung đột ở Ukraine, Gaza và vấn đề châu Phi. Ông Borrell viết, những sự kiện mà chúng ta phải đối mặt trong vài tháng qua, thật không may, đã xác nhận trần đoán được đưa ra trước đó. Châu Âu đang gặp nguy hiểm. Môi trường địa chính trị của chúng ta đang xấu đi và các cuộc xung đột và khủng hoảng đang gia tăng ngay trước cửa nhà chúng ta. Từ Ukraine đến Trung Đông, qua Nam Caucasus, Sừng Châu Phi hoặc Sahel. Theo nhà ngoại giao châu Âu, tình hình thế giới hiện nay trong bối cảnh cam kết tương lai của Mỹ đối với an ninh châu Âu đã trở nên không chắc chắn hơn rất nhiều. Đặc biệt là khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Borrell viết rằng, hạnh phúc và tương lai của chúng ta không thể tiếp tục phụ thuộc vào tâm trạng của cử tri Mỹ vùng Trung Tây 4 năm một lần. Ông đồng thời kêu gọi các quốc gia thành viên của khối EU tăng cường quốc phòng của chính họ. Ông Borrell cũng tuyên bố rằng có một nguy cơ nghiêm trọng là cuộc xung đột ở Ukraine có thể giúp củng cố liên minh của các nước còn lại chống lại phương Tây. Ông chỉ ra hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra vào tháng trước tại Kazan, Nga và nhấn mạnh rằng một liên minh như vậy cũng có thể hình thành ở Sahel với việc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc rời khỏi Mali vào cuối năm 2023. Tuyên bố của ông Borrell cũng cho thấy một khả năng có sự tham gia mạnh mẽ hơn từ châu Âu trong cuộc xung đột Ukraine trong tương lai. Tờ Le Monde của Pháp hôm thứ Hai đưa tin cho biết, ý tưởng về sự tham gia trực tiếp của phương Tây vào cuộc xung đột đã được đưa trở lại bàn đàm phán. Anh và Pháp đã tái khởi động các cuộc đàm phán về việc gửi binh sĩ tới Ukraine, mặc dù ý tưởng này đã gây ra dạn nứt giữa các thành viên NATO và châu Âu. Tờ báo trích dẫn các nguồn tin ẩn danh cho hay, khi Thủ tướng Anh Keir Starmer đến thăm Paris vào đầu tháng này, các cuộc đàm phán về khả năng triển khai binh sĩ Pháp Anh tới Ukraine đã được ông Stamer và ông Macron kích hoạt lại. Song song với đó, trong bối cảnh xung đột Nga Ukraine ngày càng căng thẳng, cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng châu Âu sẽ không thể bán hạ tên lửa Oresnik của Nga và thiệt hại sẽ là không thể chấp nhận được. Theo ông Medvedev, châu Âu sẽ không thể bán hạ tên lửa này nên giải pháp tốt nhất cho khối này là ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột. Cụ thể, ông Medvedev tuyên bố: "Châu Âu đang tự hỏi tên lửa Oresnik có thể gây thiệt hại như thế nào nếu có đầu đạn hạt nhân chiến thuật? Liệu có thể bắn hạ những tên lửa này không? Và tên lửa sẽ đến thủ đô châu Âu nhanh như thế nào? Câu trả lời là thiệt hại sẽ không thể chấp nhận được. Họ cũng không thể bắn hạ tên lửa, trong khi Oresnik có thể đến mục tiêu trong vài phút. Các hầm trú bom sẽ không giúp ích được gì. Họ chỉ có thể hy vọng Nga sẽ cảnh báo trước về các vụ phóng. Do đó, họ nên ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bình luận về kế hoạch mới của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ông Medvedev khuyên nhà lãnh đạo Ukraine nên gần với thực tế hơn. Ông tuyên bố nhiều quan chức Ukraine sẽ sẵn sàng thu dọn hành lý và bỏ cuộc một khi đối mặt với tình cảnh khó khăn. Tờ báo Bill của Đức dẫn thông tin từ Văn phòng Liên bang về phòng vệ dân sự cho biết đang tìm kiếm những công trình công cộng có thể cải hoán thành hầm trú ẩn, đồng thời phát triển một ứng dụng giúp người dân dễ dàng tìm nơi ẩn náu an toàn. Ngoài ra, Giới chức Đức còn khuyến khích người dân dựng nơi trú ẩn an toàn ở tầng hầm trong nhà, cũng như thiết lập lại mạng lưới hầm trú ẩn công cộng, từng bị coi là không còn cần thiết từ năm 2007. Hiện Đức chỉ còn 579 hầm trú ẩn trên cả nước, đủ chỗ cho hơn 500.000 người ẩn náu trong trường hợp xung đột hoặc chiến tranh nổ ra. Trong khi đó, tổng dân số của quốc gia Trung Âu này lên tới 84,4 triệu người. Ông Raetzel, lãnh đạo văn phòng liên bang về phòng vệ dân sự cảnh báo, phải mất cả một thế hệ mới có thể xây dựng được mạng lưới hầm trú ẩn mới. Chính vì thế, Đức cần phải tìm kiếm những giải pháp nhanh chóng hơn. Đến thời điểm này, giới chức Đức đã bắt tay vào thiết lập danh sách các nhà ga tàu điện, văn phòng, công trình công cộng có thể sử dụng làm nơi trú ẩn trong trường hợp xảy ra tình trạng khẩn cấp. Sau khi hoàn tất thiết lập danh sách, người dân Đức có thể sử dụng một ứng dụng điện thoại để xác định vị trí bong ke gần với mình nhất. Trước đó, tờ báo Frankfurter Allgemeine Zeitung của Đức đưa tin, Đức cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho một cuộc xung đột quy mô lớn với Nga bằng cách phát triển kế hoạch hoạt động của Đức dày 1.000 trang, nội dung của tài liệu hầu hết là bí mật. Tài liệu viết, kế hoạch liệt kê tất cả các tòa nhà và cơ sở hạ tầng cần được bảo vệ đặc biệt vì lý do quân sự. Sau đó, trong trường hợp xảy ra xung đột ở sườn phía đông của NATO, Đức sẽ trở thành trung tâm của hàng chục nghìn và có thể là hàng trăm nghìn binh sĩ cần được vận chuyển về phía đông. Theo ấn phẩm, lực lượng vũ trang Đức gần đây đã bắt đầu chuẩn bị cho các công ty ứng phó với tình huống khẩn cấp trong tương lai trên cơ sở kế hoạch bí mật này. Vì vậy, người đứng đầu cơ quan chỉ huy bảo vệ lãnh thổ của bang liên bang Hamburg, John Plisker, đã khuyên tại cuộc họp với đại diện các công ty Đức nên đào tạo ít nhất 5 trong số 100 nhân viên lái xe tải, tích trữ máy phát điện diesel, xây dựng kế hoạch trước cho người lao động khi gặp khủng hoảng. Kế hoạch thời chiến cập nhật của Đức được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra cảnh báo đối với các nước phương Tây. Xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, chưa có hồi kết rõ ràng và lo ngại rằng cuộc xung đột có thể lan sang một cuộc chiến rộng hơn liên quan đến NATO. Hồi tháng 6, tờ The Spiegel dẫn lời Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho hay chúng ta phải sẵn sàng cho chiến tranh vào năm 2029. Không chỉ Đức, một số nước như Anh cũng bày tỏ sự cần thiết mức độ sẵn sàng. Cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace hồi tháng 2 cảnh báo chiến tranh đang đến với Anh vào cuối thập kỷ này và cần đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng. Sân bay, kho đạn và khu huấn luyện của Nga không còn an toàn khi Ukraine chọn mục tiêu để tấn công. Hàng trăm mục tiêu giờ đây nằm trong tầm hoạt động của vũ khí mới với sức mạnh lớn hơn so với các máy bay không người lái tầm xa mà Ukraine đã sử dụng để đánh sâu vào lãnh thổ Nga. Trước đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK đã biên soạn một bản đồ của khoảng 200 mục tiêu quân sự trong tầm bắn của Atak MS, có phạm vi lên đến 300 km và Storm Shadow với phạm vi khoảng 250 km. Mới đây, tình báo phương Tây cũng được cho là đang tăng cường theo dõi các căn cứ không quân của Nga gần chiến tuyến Ukraine sau khi dỡ bỏ hạn chế vũ khí cho Kiev. Trên Telegram, kênh AVH cho biết, trong tháng qua, tần suất hình ảnh vệ tinh về các căn cứ không quân quan trọng của Nga, bao gồm căn cứ Sykovka, Benbeck và Angel đã tăng mạnh. Theo các chuyên gia, hoạt động này có liên quan đến việc Ukraine chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiềm năng bằng vũ khí phương Tây. Sự chú ý đặc biệt tập trung vào Sykovka, nơi có hơn 79 hình ảnh vệ tinh được ghi lại trong một tháng, và Angel, một căn cứ chiến lược quan trọng đối với không quân Nga mức độ quan tâm ngày càng tăng cũng được ghi nhận ở khu vực Benbec, bán đảo Crimea. Khi các vệ tinh phương Tây thường xuyên ghi lại những chuyển động và số lượng máy bay ngả đó, phương Tây giám sát tích cực bằng vệ tinh như vậy là do hạn chế của máy bay trinh sát NATO. Cho đến nay, ông Putin cũng đã kiềm chế không thực sự tấn công phương Tây. Một bước đi có thể dẫn đến một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Nga và Liên Minh NATO. Cuộc đối đầu mà Tổng thống Mỹ Joe Biden nhận định sẽ là thế chiến thứ ba. Trong tuyên bố của mình, người đứng đầu Điện Kremlin đã thông báo với phương Tây rằng. Nga có quyền tấn công các cơ sở quân sự của các quốc gia cho phép Ukraine sử dụng tên lửa của họ để tấn công Nga. Cho đến nay, những nước này chỉ bao gồm Mỹ và Anh. Trả lời phỏng vấn của Reuters, cựu cố vấn Điện Kremlin Sergei Makov cho biết, Tổng thống Putin đang gửi thông điệp tới phương Tây rằng hãy dừng lại và lùi bước. Tín hiệu mà ông Putin đang gửi đến thế giới là chúng tôi coi những cuộc tấn công này là sự tham gia trực tiếp của Mỹ và Anh vào một cuộc xung đột chống lại Nga. Bộ Quốc phòng Đức vừa qua đã công bố việc chuyển giao thêm 4 khẩu pháo tự hành bánh xích Panzerhaubitze 2000, PZH 2000, 155mm cho lực lượng vũ trang Ukraine. Lô hàng mới nhất này nâng tổng số pháo PZH 2000 do Đức cung cấp cho Ukraine lên 24 khẩu đội. Những khẩu pháo này đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ của Ukraine trước các lực lượng Nga, mang lại hỏa lực vượt trội và tính linh hoạt về mặt chiến thuật. Kể từ khi triển khai tại Ukraine vào giữa năm 2022, PZH 2000 đã chứng minh được khả năng thay đổi ít nhiều cục diện trên các mặt trận. Các đơn vị pháo binh Ukraine đã sử dụng hiệu quả các khẩu pháo này để cản các cuộc tấn công của quân đội Nga. Độ chính xác của hệ thống kết hợp với khả năng bắn nhanh đã có hiệu quả trong việc phá vỡ các hoạt động của đối phương. Binh sĩ Ukraine cũng đã ca ngợi PZH 2000 vì độ chính xác và tính linh hoạt của nó, nhấn mạnh tác động đáng kể của nó trong cả hoạt động phòng thủ và tấn công. Tuy nhiên, nhịp độ chiến đấu dữ dội ở Ukraine đã gây thêm áp lực cho các đơn vị PZH 2000 pháo lựu được thiết kế để bắn tới 100 viên đạn mỗi ngày. Tuy nhiên, lực lượng Ukraine thường xuyên vượt quá con số này trong các hoạt động của họ. Tốc độ bắn cao đã làm tăng tốc độ hao mòn của các hệ thống, đòi hỏi phải bảo trì thường xuyên. Bất chấp những thách thức này, lựu pháo PZH-2000 của Đức đã củng cố danh tiếng của mình như một tài sản quan trọng đối với lực lượng pháo binh Ukraine. Theo nhà sản xuất, PZH có chiều dài 11,7m, chiều rộng 3,5m và chiều cao 3,4m. Thân và tháp pháo của PZH được chế tạo bằng thép hàn toàn bộ giúp phương tiện có thể tự vệ trước hỏa lực của các loại vũ khí nhỏ và mảnh đạn pháo. Ngoài ra, PZH còn được trang bị thêm lớp giáp Igen Panzerung, hay còn gọi là giáp con nhím, lắp trên bề mặt nóc xe để chống các loại bom bi và bom chùm. Sử dụng động cơ diesel MTU-881 công suất 1.000 mã lực, kết hợp với hộp số tự động Rens HSWL-284 với 4 số tiến và 2 số lùi. PZH có thể chạy với tốc độ tối đa 60 km h trên đường trường, phạm vi hoạt động 420 km. Bên cạnh đó, nó còn có thể vượt rãnh rộng 3m, vượt chướng ngại vật cao 1m, lộ nước sâu 1,5m. Vũ khí chính của PZH là pháo cỡ nòng 155mm với cơ số đạn 60 viên. Ngoài pháo chính 155mm, PZH sử dụng một súng máy MG3 7,62mm gắn trên tháp pháo. PZH còn có khả năng tương thích với tất cả các loại đạn 155mm tiêu chuẩn của NATO. Nó có tầm bắn 30km với đạn tiêu chuẩn và 40km với đạn tăng tầm khi sử dụng đạn hỗ trợ tên lửa VLAP của Nam Phi, nó có thể đạt được tầm bắn 56 km. PZH còn được tích hợp kính ngắm toàn cảnh ngày đêm, máy đo xa laser và kính ngắm bắn trực tiếp. Đồng thời nó cũng được trang bị hệ thống chống cháy tự động và hệ thống bảo vệ NBC. Với uy lực mạnh, khả năng dẫn đường chính xác, tầm bắn xa và tính cơ động cao, phá tự hành PZH 2000 được xem là hệ thống phá tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Hồi tháng 10, trang Ukraine Form đưa tin, ông Yevhen Mezevkin, phó cục trưởng cục học thuyết và huấn luyện của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, vào các năm 2022, 2023, 2024, hơn 100.000 binh sĩ đã được đào tạo trên lãnh thổ các nước đối tác trong nhiều lĩnh vực huấn luyện khác nhau, bắt đầu từ cơ bản, chuyên sâu theo từng quân binh chủng tới phối hợp chỉ huy. Đại diện Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết thêm, hợp tác với các nước trong khối NATO và đối tác theo hướng huấn luyện quân đội Ukraine vẫn tiếp tục và phát triển. Cũng theo Ukraine Form, điều phối viên trưởng viện trợ quân sự Đức cho Ukraine, tham mưu trưởng phụ trách kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức, Thiếu tướng Christopher Freuding cho biết, các giảng viên quân sự Đức có thể giúp nâng cao hiệu quả của lực lượng Kiev ở cấp tiểu đoàn và lữ đoàn. Tuy nhiên, sự thành công của chương trình còn phụ thuộc vào thời gian mà Bộ Chỉ huy Ukraine có thể cử binh sĩ đi huấn luyện. Theo vị tướng này, việc huấn luyện quân đội Ukraine là trọng tâm của các cuộc thảo luận giữa Ukraine và Đức. Ông Freuding cho biết, chúng tôi đang nghiên cứu các ý tưởng về huấn luyện, đặc biệt là cấp sở chỉ huy tiểu đoàn và lữ đoàn để làm cho họ hiệu quả hơn. Vấn đề chính vẫn là thời gian đào tạo. Phía Đức đưa ra các khóa học kéo dài 6 tuần, nhưng Bộ Chỉ huy Ukraine do nhu cầu chiến đấu cấp bách nên thường giới hạn trong thời gian từ 2 đến 4 tuần. Bình luận về khả năng huấn luyện quân nhân Ukraine trên lãnh thổ Ukraine, tướng Đức lưu ý rằng ông không thấy bất kỳ lợi ích thực tế nào trong việc này. Ông nói, sẽ nguy hiểm hơn vì Nga sẽ cố gắng tấn công bất kỳ cơ sở huấn luyện nào ở Ukraine nơi quân đội NATO đồn trú. Điều này sẽ đòi hỏi chúng tôi phải nỗ lực tổ chức nhiều hơn nữa. Chúng tôi có cơ sở đào tạo tuyệt vời ở Đức và tất cả các nước NATO khác ở châu Âu với điều kiện huấn luyện tốt hơn nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đào tạo ở Đức, ở châu Âu là giải pháp tốt hơn nhiều vì hiệu quả hơn nhiều do chúng tôi không phải lo lắng về an ninh. Trước đó, Trung tướng Andreas Malu, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Huấn luyện đặc biệt của Liên minh châu Âu, EU, gần Berlin, Đức cho biết Xe tăng Liên Xô cũ từ các bảo tàng đã được sử dụng để huấn luyện quân đội Ukraine về những chiến thuật mà binh sĩ Nga sử dụng trên chiến trường. Theo ông Malu, các giảng viên từ 17 quốc gia đã tham gia đào tạo khoảng 18.000 quân nhân Ukraine tại Đức về kỹ năng vận hành xe tăng và hệ thống phòng không chính xác. Ông Malu nói, những hệ thống vũ khí Liên Xô đang được phía Nga sử dụng và đôi khi họ đặt bẫy mìn trong những thiết bị bị bỏ lại. Việc giới thiệu về những phương tiện như vậy trong quá trình huấn luyện giúp lực lượng Ukraine dễ dàng hình dung nơi nào họ cần thận trọng để đảm bảo rằng họ không vô tình kích hoạt một vụ nổ nếu tìm thấy xe tăng Liên Xô trên chiến trường và mở cửa. Không chỉ huy động những phương tiện thời Liên Xô, các giảng viên còn tích cực sử dụng hình nộm công nghệ cao, máy bay không người lái trong quá trình huấn luyện. Các hãng truyền thông đưa tin, dạng sáng 25 tháng 11, chiếc Boeing 737-400 chở hàng lao xuống sát nhà dân gần sân bay quốc tế Vinius ở Litva. Máy bay lao xuống đất, vỡ thành nhiều mảnh và trượt hơn 100 mét trước khi đâm vào ngôi nhà. Người trên mặt đất an toàn, nhưng một thành viên phi hành đoàn quốc tịch Tây Ban Nha thiệt mạng và ba người bị thương. Máy bay thuộc sở hữu của hãng vận tải có trụ sở tại Tây Ban Nha, Suite, khai thác thay mặt cho tập đoàn vận tải quốc tế DHL, máy bay khởi hành từ thành phố Leipzig của Đức trước khi bị rơi gần sân bay Vilnius. Bình luận về vụ máy bay chở hàng rơi ở Litva, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức, Annalena Baerbock nói với báo giới: "Bây giờ chúng ta phải nghiêm túc đặt câu hỏi, liệu đây là một vụ tai nạn hay là một âm mưu phá hoại khác." Theo tờ The Guardian, Bà Bieberbus ám chỉ đến sự cố đứt cáp gần đây ở biển Baltic, làm dấy lên những đồn đoán về hành vi phá hoại. Bà Bieberbus nói thêm, Đức đang hợp tác rất chặt chẽ với giới chức Litva để giải quyết vấn đề này. Sau đó, bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức, Boris Pistorius cho biết, vẫn chưa có phát hiện nào cho thấy có chất nổ trên máy bay. Giới chức Litva cho rằng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ tấn công hay phá hoại. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva, Laurinas Kasūnaitis nói cho đến nay, không có dấu hiệu hay bằng chứng nào cho thấy đây là hành động phá hoại hay tấn công cực đoan. Đồng thời cho biết cuộc điều tra để xác định nguyên nhân có thể mất khoảng một tuần. Người đứng đầu cơ quan phản gián Litva, Darius Zonitskis cũng cho biết, chúng tôi không bác bỏ giả thuyết một vụ tấn công cực đoan, nhưng hiện tại chúng tôi không thể đưa ra kết luận vì chưa có thông tin nào như vậy. Tổng ủy viên cảnh sát Litva, Arunas Paulowskas cho hay, các điều tra viên đang xem xét các nguyên nhân có thể xảy ra, bao gồm lũ kỹ thuật và cả lũ của con người. Trong khi đó, Đức tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra độc lập và liên hệ chặt chẽ với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước để tìm hiểu tận gốc tình hình nhanh nhất có thể. Đầu tháng này, Litva thực hiện nhiều vụ bắt giữ khi điều tra hình sự về vụ việc gửi các thiết bị gây cháy trên các máy bay đến phương Tây. Theo phương tiện truyền thông Ba Lan và Litva, các thiết bị như máy mát xa điện có chất dễ cháy đã được gửi từ Litva đến Anh vào tháng 7. Đây có thể là nguyên nhân gây ra vụ cháy xe tải bên ngoài Vaxava, Ba Lan. Mới đây, điều phối viên hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố, Mỹ đang hướng dẫn cho lực lượng vũ trang Ukraine về cách lựa chọn mục tiêu tấn công bằng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS mà Washington cung cấp. Hãng thông tấn TASS đưa tin, khi được hỏi về các cuộc tấn công bằng tên lửa Atac MS sâu vào lãnh thổ nga, quan chức nhà trắng ban đầu nói rằng không có gì thay đổi về việc sử dụng vũ khí này, nhưng sau đó dừng lại và nhấn mạnh rõ ràng là chúng tôi đã thay đổi hướng dẫn và chỉ dẫn cho họ rằng họ có thể sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu cụ thể. Bên cạnh đó, điều phối viên nhà trắng tuyên bố ngay bây giờ những binh sĩ Ukraine có thể sử dụng Atac MS để tự vệ khi cần thiết. Đây là lần đầu tiên Mỹ công khai xác nhận việc gỡ hạn chế cho Ukraine về việc sử dụng vũ khí tầm xa do Washington cung cấp tấn công sâu vào Nga. Trước đó, tờ New York Times đưa tin về vấn đề này, song chính quyền Mỹ không công khai thừa nhận, nhưng cũng chưa hề phủ nhận. Chỉ có đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu-EU về chính sách đối ngoại và an ninh Joseph Borrell xác nhận rằng Mỹ đã dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng tên lửa do nước này cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga trong phạm vi lên tới 300 km. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng, việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đã vượt qua bất kỳ danh giới đỏ nào. Ông Medvedev cho biết thêm, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện rõ quan điểm của mình khi phê duyệt các nền tảng mới về gian đe hạt nhân chiến thuật. Ngay sau khi Ukraine được Mỹ cởi trói, Nga đã phê duyệt học thuyết hạt nhân sửa đổi. Trong đó, bảo lưu quyền cân nhắc đáp trả hạt nhân chiến thuật đối với một cuộc tấn công bằng vũ khí thông thường đe dọa chủ quyền của mình. Nga giờ đây cũng sẽ coi bất kỳ cuộc tấn công nào của một quốc gia không có hạt nhân chiến thuật được một cường quốc hạt nhân hỗ trợ là một cuộc tấn công chung. Trong một cuộc phỏng vấn được công bố gần đây, các kíp xe thuộc lữ đoàn 82 Ukraine đều khẳng định xe tăng Challenger 2 đã thể hiện hiệu suất ấn tượng và khiến họ ngưỡng mộ. Đồng thời cũng nói rằng xe tăng Challenger 2 sở hữu hỏa lực chính xác và khả năng sống sót cao, còn dòng Abrams nhỏ và chật trội. Theo đó, anh Oleksandr, trưởng xe thực lữ đoàn xung kích đường không số 82 Ukraine, đơn vị vận hành xe tăng Challenger 2 và đang tham chiến ở mặt trận Kursk cho biết, một trong những điểm mạnh của Challenger 2 là hỏa lực chính xác. Đồng quan điểm, anh Stanislav, binh sĩ nạp đạn, cũng ca ngợi hệ thống điều khiển hỏa lực của Challenger 2. Cụ thể anh nói, Giả sử hai xe tăng đối phương cùng xuất hiện ở cách xa 1,8 và 2,3 km, cụm đo xa laser sẽ tính toán khoảng cách đến hai xe tăng và lưu dữ liệu trong máy tính. Pháo thủ chỉ cần nhấn một nút để chuyển đổi giữa hai mục tiêu, tùy thuộc quyết định giao chiến của trưởng xe. Hai binh sĩ Ukraine sau đó cũng tiết lộ rằng một xe Challenger 2 từng sống sót sau khi chúng quả đạn nổ mạnh trong loạt rocket của trực thăng Nga. Đầu đạn xuyên sâu tới 720mm, song kíp lái bên trong vẫn an toàn, xe tăng vẫn có thể di chuyển và hoàn thành nhiệm vụ. Anh Oleksandr nói thêm rằng Chiếc Challenger 2 bị hỏng nặng nhưng vẫn lết về địa điểm an toàn, được sửa chữa và trở lại chiến đấu sau đó. Anh Alexander cũng chia sẻ trải nghiệm cá nhân đối với mẫu M1 A1 Abrams do Mỹ viện trợ, nhận định nó kém tiện nghi hơn các mẫu xe tăng khác và gây cảm giác gò bó. Xe tăng Abrams cũng từng nhận được những đánh giá trái chiều từ binh sĩ Ukraine, đặc biệt là những người trực tiếp vận hành chúng trên tiền tuyến. Một số bày tỏ quan ngại về vỏ giáp, cho rằng nó không đủ khả năng chống chịu các vũ khí hiện đại. Các binh sĩ Ukraine tham gia khóa huấn luyện lái like Abrams ở Đức hồi đầu năm cũng cho biết, mẫu xe tăng này đôi khi bắn trượt mục tiêu. Họ cũng nêu một số vấn đề kỹ thuật, làm dấy lên lo ngại về hiệu quả thực chiến của dòng xe tăng chủ lực do Mỹ sản xuất. Về Challenger 2, đây là mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực thế hệ thứ 3 của Anh, được công ty Vickers Defense System, nay là BAE Systems Land and Armament thiết kế và chế tạo. Challenger 2 phục vụ trong quân đội Anh từ năm 1998. Cùng với hỏa lực pháo chính 120mm chuẩn NATO và hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại danh tiếng của Challenger 2 chính là việc nó đã tham gia nhiều trận chiến lớn của liên quân tại trung đông đặc biệt là trong chiến tranh vùng vịnh bên cạnh khả năng chiến đấu mạnh mẽ để có được khả năng sống sót cao là hệ thống giáp phức hợp đặc biệt cho thế hệ thứ hai với tên gọi Dorchester lớp giáp phức hợp này được cấu tạo từ các lớp thép gốm chịu nhiệt và các lớp hợp kim ghép lại với nhau giáp Birmingham có khả năng vô hiệu hóa các loại đạn lõm tên lửa chống tăng bằng kết cấu tổ ong làm luồng xuyên bị mất năng lượng và bị triệt tiêu đối với các loại đạn xuyên dưới cỡ lợi dụng tính vô định hình của gốm và sự phân kỳ giữa các lớp vật liệu bên trong kết cấu giáp chụp hàm khiến thanh xuyên bị gãy mất khả năng xuyên phá động năng được biết anh đã tặng 14 chiếc Challenger 2 cho Ukraine trong năm 2023. Việc anh cung cấp xe tăng Challenger 2 cũng đã mở đường cho các đồng minh có động thái tương tự, như Mỹ cung cấp xe tăng Abrams và một số nước gửi xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất. Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin vừa qua đã ký xác lệnh số 1003 mở rộng đối tượng được hưởng khoản trợ cấp một lần dành cho binh sĩ ký hợp đồng phục vụ lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Theo đó, các tân binh thuộc vệ binh quốc gia Nga sẽ nhận được chế độ trợ cấp 400.000 rúp, tương đương với khoảng 3.800 đô la Mỹ nếu ký hợp đồng phục vụ ít nhất một năm trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 và đồng ý tham gia xung đột tại Ukraine. Khoản trợ cấp một lần này sẽ không được áp dụng với người đang là học viên trong các chương trình đào tạo của vệ binh quốc gia hoặc Bộ Quốc phòng Nga. Vệ binh quốc gia Nga là lực lượng an ninh nội địa được thành lập từ năm 2016, có trách nhiệm bảo vệ an ninh biên giới và phòng vệ lãnh thổ, chống khủng bố và tội phạm có tổ chức. Lực lượng này do Văn phòng Tổng thống Nga quản lý trực tiếp, không thuộc biên chế Bộ Quốc phòng. Từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào năm 2022, vệ binh quốc gia Nga được điều động đến 4 vùng lãnh thổ mà Nga sắp nhập ở miền Đông và miền Nam Ukraine để làm các nhiệm vụ trị an lẫn phòng thủ như bảo vệ tuyến vận chuyển hậu cần và hạ tầng quan trọng, trong đó có nhà máy điện hạt nhân. Trước đó, chính phủ Nga thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một luật cho phép những người đăng ký tham gia xung đột ở Ukraine được xóa nợ lên tới 10 triệu rúp. Theo đó, luật mới sẽ cho phép những người ký hợp đồng một năm để chiến đấu ở Ukraine sau ngày 1 tháng 12 năm 2024 được xóa các khoản nợ xấu hiện có. Luật này cũng áp dụng cho vợ, chồng của những người đăng ký tham chiến. AFP đưa tin, Quốc hội Nga đã phê duyệt dự luật trên vào đầu tháng này. Luật mới chủ yếu liên quan đến những người Nga trẻ tuổi trong độ tuổi chiến đấu, vì những người ở độ tuổi từ 30 trở xuống có nhiều khả năng có các khoản vay. Nga cũng có lãi suất cho vay cực kỳ cao và nhiều người Nga hầu như không có tiền tiết kiệm. Nga thời gian qua đang tìm cách tăng số lượng binh sĩ tham gia xung đột với Ukraine. Chính phủ Nga gần đây cũng đã miễn trừ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo nếu họ gia nhập quân đội Nga và đưa ra các phần thưởng tài chính bổ sung cho việc phục vụ theo hợp đồng để tăng thêm nhân lực. Theo interface, đưa tin cách đây ít lâu, dẫn lời Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine GUR Vadim Skibitsky cho biết, trong số khoảng 580.000 binh sĩ Nga tham gia cuộc xung đột với Ukraine, 60.000 binh sĩ đang chiến đấu tại tỉnh biên giới Kursk và 35.000 binh sĩ tại các vùng lãnh thổ mà quân đội Nga kiểm soát ở Ukraine. Trước đó, hồi tháng 6 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết gần 700.000 binh sĩ Nga đang tham chiến ở Ukraine. Reuters đưa tin, thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko trong một bài viết trên Telegram cho biết thủ đô của Kiev đang phải hứng chịu một cuộc tấn công liên tục bằng máy bay không người lái UAV của Nga vào sáng sớm ngày 26 tháng 11, theo giờ địa phương. Ông Klitschko thông tin, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào thủ đô Kiev vẫn tiếp diễn. Lực lượng phòng không đang hoạt động ở nhiều khu vực khác nhau của thành phố. Máy bay không người lái đang tiến vào thủ đô từ nhiều hướng khác nhau. Các nhân chứng của Reuters cho biết đã nghe thấy một loạt tiếng nổ giống như hệ thống phòng không đang hoạt động. Thủ đô Kiev, khu vực xung quanh và phần lớn lãnh thổ Ukraine đang trong tình trạng báo động không kích. Tại Kiev, báo động không kích đã bắt đầu từ tối 25 tháng 11 theo giờ địa phương. Theo lực lượng không quân Ukraine, Nga đã có sự thay đổi trong chiến thuật sử dụng máy bay không người lái để tấn công lãnh thổ nước này. Trước đây, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga luôn diễn ra vào ban đêm hoặc khi trời tối. Tuy nhiên, thời gian gần đây Nga cũng đã triển khai các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban ngày. Lực lượng không quân Ukraine đồng thời cảnh báo rằng trước sự thay đổi chiến thuật sử dụng máy bay không người lái của Nga, báo cáo về các hoạt động phòng không của Ukraine cũng có thể thay đổi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này đã tiến hành nhiều cuộc tấn công phối hợp vào cơ sở hạ tầng quân sự và lưỡng dụng quan trọng của Ukraine, bao gồm các sân bay và cơ sở năng lượng. Cuộc tấn công liên quan đến nhiều loại máy bay không người lái, tên lửa và pháo binh, quân đội Nga cho biết. Ngoài các sân bay và cơ sở năng lượng được sử dụng để cung cấp cho các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, khoảng 138 địa điểm quân sự khác của Ukraine cũng bị tấn công. Trong khi quân đội Nga không nêu rõ mục tiêu cụ thể, báo giới Ukraine đã đưa tin rằng Kiev, thành phố cảng Odessa ở phía nam, thành phố Kharkov ở phía đông cùng nhiều địa điểm khác đã bị ảnh hưởng. Theo ước tính của Ukraine, cuộc tấn công có sự tham gia của hơn 100 UAV cảm tử geran 2. Đợt không kích mới diễn ra trong bối cảnh hai bên tham chiến đang tăng cường các cuộc tấn công tầm xa vào đối phương. Việc Kiev sử dụng các hệ thống tầm xa, chẳng hạn như Atacms của Mỹ, và Storm Shadow của Anh đã thúc đẩy Moscow sử dụng tên lửa đạn đạo siêu thanh Oresnik hoàn toàn mới của mình. Tên lửa mới đã được thử nghiệm trên thực địa vào tuần trước và được sử dụng cho một cuộc tấn công bất ngờ vào Yuzmas, nhà máy rộng lớn thời Liên Xô, nằm ở thành phố Dnipro của Ukraine. Trong những tháng gần đây, Nga chủ yếu tập trung vào các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn để áp đảo hệ thống phòng không của Ukraine tại các thành phố trên cả nước. Không quân Ukraine từng thống kê rằng Nga đã phóng ít nhất 4.300 UAV tấn công loại Sahet và các UAV tương tự từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2024. Mặc dù các cuộc tấn công bằng tên lửa là điều thường thấy ở các khu vực phía đông của Ukraine, nhưng hầu hết các thành phố, bao gồm cả Kiev, đã phần lớn tránh được các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào cơ sở hạ tầng trong những tháng gần đây. Cuộc tấn công lớn gần đây nhất xảy ra vào cuối tháng 8. Vừa qua, tập đoàn máy bay thống nhất UAC của Nga công bố đã chuyển giao cho lực lượng không quân nước này một lô máy bay ném bom chiến đấu Su-34 định danh NATO là fullback mới. Theo đó, đại diện tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec báo cáo cho biết, các máy bay ném bom tiền tuyến này được sản xuất tại nhà máy hàng không Novosibirsk đặt theo tên VP Chakarova. Bộ Quốc phòng Nga đã làm lễ nhận bàn giao lô máy bay ném bom Su-34 sản xuất hàng loạt tiếp theo. Việc chuyển giao phương tiện diễn ra tại sân bay của nhà máy hàng không Novosibirsk. Sau đó, các chiến đấu cơ này sẽ đến nơi phục vụ. Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của Rostec ông Vladimir Atikov cho biết, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 được quân đội đánh giá cao, khả năng của chiếc chiến đấu cơ cho phép phi công thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả trên bất kỳ chiến trường nào, kể cả khi sử dụng vũ khí hàng không có hoặc không được dẫn đường. Số lượng máy bay cụ thể vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên trong một video do UAC công bố, một trong những cảnh quay cho thấy quá trình bảo dưỡng hai chiếc Su-34, các máy bay ném bom chiến đấu mới này đã hoàn tất quá trình huấn luyện cần thiết và đã được điều đến các địa điểm bảo dưỡng. Tổng giám đốc UAC cũng cho biết đây không phải là lô Su-34 cuối cùng trong năm nay. Được biết Su-34 không phải là một dòng máy bay mới. Ý tưởng phát triển loại máy bay này bắt nguồn từ những năm 1980 khi Liên Xô quyết định tạo ra một biến thể của Su-27 để thay thế cho máy bay ném bom Su-24 cũ kỹ. Cục thiết kế Sukhoi đã lựa chọn nền tảng máy bay huấn luyện Su-27UB hai chỗ ngồi với sự kết hợp giữa phi công và hoa tiêu để phát triển một loại máy bay ném bom mới. Sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, Su-34 đã chính thức ra mắt và được đưa vào phục vụ từ năm 2014. So với phiên bản tiền nhiệm Su-27, Su-34 được thiết kế nặng hơn và có khả năng mang tải trọng bom lớn hơn. Nó được trang bị để thực hiện nhiệm vụ vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, trong mọi điều kiện thời tiết và có khả năng chính xác trên không. Một trong những điểm nổi bật của Su-34 là khả năng tấn công mục tiêu đa dạng. Máy bay có 12 điểm treo bên ngoài, cho phép nó mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và bom không điều khiển, với tải trọng tối đa lên tới 8.500 kg. Su-34 có thể tiến hành các cuộc không kích với mức độ tàn phá lớn. Su-34 sử dụng hai động cơ phản lực AL-31F có khả năng bay với tốc độ tối đa Mach 1,5 ở độ cao và bán kính chiến đấu lên tới 1.100 km. Với tầm hoạt động khoảng 4.000 km khi đầy nhiên liệu, máy bay này có khả năng thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian dài mà không cần dừng lại. Cuộc xung đột đang bước vào giai đoạn mà một số quan chức Nga và phương Tây cho rằng có thể là giai đoạn nguy hiểm nhất sau khi lực lượng nga đã được một số thành tựu lớn về lãnh thổ và mỹ cho phép ukraine phản công bằng tên lửa tầm xa của mỹ nhằm vào lãnh thổ nga các lực lượng nga đang tiến quân ở ukraine với tốc độ nhanh nhất kể từ những tháng đầu của cuộc xung đột và trên đà tiến vào thị trấn chiến lược kurakhov của donetsk theo các nhà phân tích tại viện nghiên cứu chiến tranh lực lượng nga gần đây đã tiến quân với tốc độ nhanh hơn đáng kể so với toàn bộ năm 2023 báo cáo ghi nhận những thắng lợi được xác nhận trên chiến trường gần vuhledar và Belikanova Senka nằm ở Donetsk. Quân đội Nga đã giành được hàng trăm km vuông lãnh thổ trong tuần qua, một kỷ lục trong năm 2024. Theo báo cáo của nhóm tin Agence báo cáo của viện nghiên cứu chiến tranh ISW và các blogger quân sự ủng hộ Moscow cho biết quân đội Nga đang ở Kurakhov, Đây là bước đệm hướng tới trung tâm hậu cần Pokrovsk ở khu vực Donetsk. Trong khi đó, Theo coi dẫn thông tin từ chuyên gia phân tích dữ liệu mở Julian Roker đưa tin quân đội Nga đã kiểm soát 25% thành phố Kurakhov thuộc vùng Donetsk. Theo ông, quân đội Nga đã tiến vào phía đông Kurakhov và hiện kiểm soát 1 5 lãnh thổ của thành phố. Theo ông Ruker, tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine tại Kurakhov đang hoàn toàn nguy cấp. Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cũng đang tiến dọc theo bờ phía bắc của hồ chứa nước Kurakhovo, nơi họ tiến vào làng Bereski và kiểm soát các con đập trước đây được sử dụng như tuyến đường giao thông quan trọng của Ukraine. Các cây cầu trên những con đập này đã bị phá hủy Điều này đã ngăn chặn được sự tiến quân của quân đội Nga từ phía Bắc. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Liên bang Nga có thể pháo kích nhằm vào quân đồn trú Ukraine từ khoảng cách chỉ 1 km. Thành phố Kurakhov từng được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi là pháo đài bất khả xâm phạm của lực lượng vũ trang Ukraine ở Donbass, có tầm quan trọng chiến lược với nước này cả về mặt quân sự và kinh tế. Kurakhov không chỉ đóng vai trò là chốt chặn của hệ thống phòng thủ của Ukraine trong khu vực, là đường dẫn đến trung tâm hậu cần quan trọng của Pokrov tuy nhiên bộ quốc phòng nga gần đây tiết lộ rằng lực lượng nước này hoạt động tại khu vực korakov đã tiến hành phá hủy hệ thống phòng thủ của ukraine một cách có phương pháp bằng chiến thuật tương tự như cách thợ săn sử dụng bị bao vây và liên tục bị tấn công từ mọi phía lực lượng ukraine sẽ không thể giữ vững vị trí bất kể họ có phòng thủ tốt đến đâu và thường sẽ chấp nhận đầu hàng thay vì tiếp tục kháng cự vô nghĩa Pháo phản lực phóng loạt MLRS Polonet là chương trình hợp tác phát triển vũ khí chung giữa hai nước. Phía Belarus chịu trách nhiệm sản xuất các phương tiện và bệ phóng cho tên lửa, còn Trung Quốc tập trung sản xuất loại đạn tên lửa với tầm bắn được cho là xa nhất thế giới. Hiện tại, Polonet là hệ thống MLRS hàng đầu thế giới, có khả năng tấn công mục tiêu cách xa tới 300 km, tức là tương đương M270 MLRS và M142 HIMARS của Mỹ khi sử dụng tên lửa ATACMS. Nhưng trong tương lai, vũ khí này còn mạnh hơn nhiều. Bên lề triển lãm hàng không quốc tế Airshow China 2024, Phái đoàn Belarus đã tổ chức một số cuộc gặp gỡ với các doanh nghiệp quốc phòng địa phương, trong đó đáng chú ý là cuộc đàm phán với đại diện Viện Nghiên cứu Tên lửa Trung Quốc. Theo thông tin dò dỉ, hai bên sẽ tiếp tục phát triển một nền tảng vũ khí tấn công tầm xa mới, kết hợp các yếu tố của pháo phản lực phóng loạt, tên lửa đạn đạo chiến thuật và tên lửa hành trình chống hạm vào một bệ phóng duy nhất. Hệ thống này sẽ có khả năng sử dụng nhiều loại đạn tên lửa khác nhau bao gồm tên lửa đạn đạo M20 cải tiến tầm bắn tới 500 km, cũng như tên lửa hành trình chống hạm siêu âm CX-1 có cự ly tác chiến 280 km hoặc một loại tương đương. Tổ hợp B-200 Polonez của Belarus chính thức được đưa vào sử dụng từ năm 2016, được trang bị 8 tên lửa A-200 cỡ nòng 301mm của Trung Quốc với tầm bắn hơn 200 km. Đây là sản phẩm do một công ty con của Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc sản xuất. Sau đó, Belarus đã đạt thỏa thuận chế tạo phiên bản nâng cấp Polonez M. Hệ thống này được trang bị tên lửa dẫn đường 301 mm B200 và B300, có cấu trúc tương tự tên lửa A200 và A300 của Trung Quốc. Tên lửa này có chiều dài 7,26 m và trọng lượng 750 kg, trong đó đầu đạn nặng 150 kg. Tầm bắn của đạn tương đồng với A200 là 200 km và A300 là 300 km. Độ sai lệch từ 30 m đến 50 m nhờ hiệu chỉnh đường bay thông qua GPS. Với những tính năng nổi bật, hệ thống Polonez MLRS của Belarus đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía Nga khi Moscow nhận định vũ khí này sở hữu nhiều ưu điểm hơn hẳn Tornado S của mình và đã nhiều lần đề nghị Minsk cung cấp. Tuy vậy, vấn đề Belarus viện trợ hệ thống phá phản lực phóng loạt Polonez cho Nga để sử dụng trên chiến trường Ukraine đã gặp phải trở ngại nghiêm trọng khi bắt buộc phải có sự đồng ý của Trung Quốc. Hệ thống MLRS Polonez được Belarus phát triển với sự tham gia của các chuyên gia Trung Quốc. Theo các điều khoản của thỏa thuận cấp phép sản xuất, bất kỳ hợp đồng xuất khẩu nào liên quan đến tổ hợp vũ khí này đều phải có sự chấp thuận từ phía Bắc Kinh. Chính vì vậy, mặc dù mới đây Belarus đã phải huy động xe tăng, thiết giáp, pháo binh từ các đơn vị đang làm nhiệm vụ trực chiến của mình để giao cho Nga, nhưng hệ thống Polonets vẫn còn nằm ngoài danh sách trên. Dù Minsk đã huấn luyện sẵn binh sĩ Nga cách sử dụng. tổng tư lệnh quân đội ukraine alexander zinsky bị cáo buộc vì cản trở sự phát triển của lực lượng uav một đơn vị mới được thành lập theo sáng kiến của tổng thống zelensky mặc dù mối quan hệ giữa ông zinsky và tổng thống zelensky đã phần nào được cải thiện sau khi chiến dịch tại khu vực quốc bắt đầu nhưng sự không hài lòng về những thất bại gần đây tại donbass trước đó vẫn là một thách thức lớn đối với tổng tư lệnh quân đội điều này làm dấy lên nghi ngờ về tương lai của ông zinsky trong bối cảnh các thay đổi nhân sự đang được cân nhắc Mới đây nhất, ông Oleg cựu cố vấn của cựu Tổng thống Leonid Kuchma cho biết trên kênh YouTube của mình, xung đột đã nảy sinh giữa Tổng thống Ukraine Zelensky và Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Alexander Sinsky. Ông lưu ý, ông Zalesky thực hiện một số nhiệm vụ nhất định và điều quan trọng là ông ấy không còn đến họp cùng ông Zelensky, nghĩa là chúng ta có thể nói rằng mâu thuẫn đã vượt ra ngoài khuôn khổ. Theo chuyên gia Oleg Soskin, ông Zelensky đang mất quyền kiểm soát đất nước. Ông Soskin tin rằng rất có thể trong thời gian tới ban lãnh đạo quân đội sẽ rời bỏ quyền lực của mình. Nhiệm kỳ tổng thống của ông Zelensky đáng lẽ ra đã phải kết thúc vào ngày 20 tháng 5. Đầu tháng 10, theo một cuộc khảo sát xã hội được thực hiện ở Ukraine, gần 70% người Ukraine tin rằng các cuộc bầu cử nên được tổ chức trong nước, bất chấp tình trạng thiết quân luật. Cuộc bầu cử tổng thống ở Ukraine vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do thiết quân luật và tổng động viên. Ông Zelensky tuyên bố rằng cuộc bầu cử hiện đang không kịp thời. Trong khi báo giới phương Tây nói nhiều về khả năng Iran sẽ mua sắm hệ thống phòng không S-400 của Nga để tăng cường năng lực bảo vệ bầu trời, thì lại có những thông tin ngược chiều xuất phát từ ý kiến của giới chức quốc phòng Iran. Theo đó, trưởng tướng Dawood Sekian, Bộ tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran IRGC đã phàn nàn về hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất trước cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông địa phương vừa qua. Ông Sekian cho biết, các hệ thống phòng không nội địa do Iran sản xuất có tính kỹ năng chiến thuật tốt hơn nhiều so với S-400. Chuẩn tướng Sekian cũng nói thêm rằng, Iran đang sử dụng hệ thống S-300 và thấy không cần thiết phải có thêm S-400. Đáng chú ý hơn, chuẩn tướng Dawood Sekian nhận xét lý do chủ đạo khiến Iran đặt niềm tin vào các hệ thống phòng không nội địa bắt nguồn từ việc khó mua vũ khí do nước ngoài chế tạo. Vị chỉ huy IRGC nhắc đến trường hợp xảy ra trong quá khứ, khi các quan chức Nga viện dẫn các lệnh trừng phạt và gây khó khăn cho những hợp đồng mua sắm vũ khí. Bên cạnh đó, tổ hợp phòng không S-400 còn có nhược điểm là chi phí rất cao của tên lửa đánh chặn. Tuy nhiên, khác với khẳng định của tướng Segean về việc Iran chưa có ý định mua S-400, một số hãng thông tấn phương Tây cho biết Tehran đang tìm cách mua vũ khí tiên tiến từ Nga bao gồm tiêm kích đa năng Su-35 và hệ thống phòng không S-400. Điển hình như việc hồi tháng 8, tờ New York Times cho biết, giới lãnh đạo Iran lo ngại viễn cảnh Israel tấn công nên đã đề nghị Nga cung cấp các hệ thống phòng không tiên tiến. Yêu cầu này được đưa ra trước chuyến thăm Tehran của thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia, ông Sergei Sohu. Chưa dừng tại đây, một số tờ báo của Iran cũng thường đề cập đến những cuộc đàm phán liên quan đến việc mua hệ thống phòng không S-400, mặc dù có thông tin cho biết Moscow đã giao tên lửa cho Tehran. VS-400, đây được xem là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất thế giới, có khả năng đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không ở khoảng cách xa, bao gồm máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. S-400 cũng có thể tấn công bất kỳ mục tiêu trên không nào khác trong môi trường tác chiến điện tử. Một khẩu đội S-400 bao gồm hệ thống chỉ huy và kiểm soát, một radar giám sát, một radar tham chiến và bốn đơn vị phóng TL. S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và bắn hạ 36 mục tiêu cùng lúc. Tên lửa được tích hợp cho hệ thống này bao gồm 48N6DM, 48N6E3, có trọng lượng 1,8 tấn, trong đó đầu đạn nặng 180 kg. Với hệ thống đẩy mạnh mẽ, tên lửa có thể tiêu diệt các mục tiêu trên không trong phạm vi 250 km. Trong khi đó, tên lửa 40N6 có tầm bắn 400 km và sử dụng radar chủ động dẫn đường để đánh chặn các mục tiêu trên không ở khoảng cách rất xa. Theo đài RT, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran CBI Mohammad Reza Fazil cho biết, Nga và Iran đã từ bỏ việc sử dụng đồng đô la Mỹ trong giao dịch song phương, chuyển sang đồng tiền quốc gia của mình. Người đứng đầu CBI đã đưa ra những phát biểu tại hội nghị lần thứ 11 về hệ thống ngân hàng và thanh toán hiện đại tại Tehran. Ông cho biết động thái này là một phần của kế hoạch chống lại các lệnh trừng phạt bất công. Hãng thông tấn Iran Fan News dẫn lời ông Fazin cho biết, Chúng tôi đã ký kết một thỏa thuận tiền tệ với Nga và từ bỏ đồng đô la Mỹ. Bây giờ chúng tôi chỉ giao dịch bằng đồng rúp và rian. Vị thống đốc cũng tiết lộ rằng các cơ quan tài chính của hai quốc gia đã thống nhất về tỷ giá hối đoái sẽ được sử dụng cho các giao dịch thương mại nước ngoài. Iran và Nga, cả hai đều chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, lần đầu tiên công bố kế hoạch sử dụng đồng tiền quốc gia của mình thay cho đồng đô la Mỹ trong giao dịch thương mại song phương vào tháng 7 năm 2022. Tháng 12 năm 2023, họ đã hoàn tất thỏa thuận giao dịch bằng đồng rúp và đồng rian. Theo thỏa thuận này, các ngân hàng và doanh nhân được phép sử dụng các nền tảng tài chính và ngân hàng thay thế, chẳng hạn như các hệ thống chuyển tiền không phải SWIFT. Hồi đầu tháng này, ông Fazin công bố rằng Moscow và Tehran đã chính thức hoàn tất việc ghép nối các hệ thống thanh toán quốc gia của họ, Mir và Setap, cho phép du khách từ hai quốc gia này sử dụng thẻ ghi nợ trong nước để mua hàng tại Iran hoặc Nga. Giới chức Iran cho biết, Tehran cuối cùng đã có thể bắt đầu sử dụng hệ thống thanh toán Mir của Nga để thanh toán với các đối tác quốc tế khác. Phát biểu tại buổi lễ đánh dấu việc ghép nối hai hệ thống thanh toán, Thống đốc Fazia phát biểu rằng việc tích hợp các hệ thống ngân hàng của hai nước như một bước tiến lớn hướng tới việc tạo ra sự hợp tác kinh tế tích hợp trong khu vực, hoàn thành quá trình phi đô la hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho quan hệ kinh tế và du lịch giữa Iran và Nga. Ông Fazin tiếp tục ca ngợi sự kết nối giữa hệ thống thanh toán ngân hàng Mir của Nga và CETA của Iran là một thành tựu khác trong việc phát triển các tương tác ngân hàng. Bằng cách kết nối các mạng lưới thanh toán quốc gia giữa hai nước, danh giới của các khoản thanh toán điện tử sẽ được xóa bỏ và một chương mới sẽ bắt đầu trong hợp tác kinh tế và văn hóa của hai quốc gia, quan chức này nhấn mạnh. Moscow và Tehran đã củng cố mối quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại và tài chính nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây. Hồi tháng 10, Điện Kremlin cho biết khối lượng thương mại song phương đã tăng 12,4% chỉ trong 8 tháng đầu năm nay sau khi đạt hơn 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2023. Theo thống đốc Fajin, Iran cũng đã nỗ lực thúc đẩy thương mại và hợp tác trong khối các nền kinh tế mới nổi BRICS. Vào tháng 1, Iran chính thức gia nhập nhóm này cùng với Ai Cập, Ethiopia và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE, mở rộng mạnh mẽ BRICS từ các thành viên ban đầu là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tờ New York Times vừa mới đây dẫn lời các quan chức Mỹ và Israel nói rằng Washington đang tìm mọi cách thúc đẩy Tel Aviv chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng Hezbollah ở Liban trước lễ tạ ơn 28 tháng 11, dù các bên vẫn còn khúc mắc về một số điều khoản. Theo đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng sẽ dự kiến họp với nội các Israel trong thời gian ngắn sắp tới để thảo luận về dự thảo thỏa thuận do Mỹ bảo trợ này. Ông Netanyahu muốn thỏa thuận có điều khoản Israel được phép tái khởi động chiến dịch chống Hezbollah nếu họ vi phạm thỏa thuận. Về nội dung chính của dự thảo thỏa thuận, New York Times cho biết nó sẽ yêu cầu quân đội Israel phải rút khỏi lãnh thổ Liban trong vòng 60 ngày còn Hezbollah phải di chuyển lực lượng về phía bắc sông Litani, tức cách xa biên giới Israel. New York Times cũng tiết lộ, lệnh ngừng bắn nói trên sẽ là một thỏa thuận nhiều bên giữa Israel, Liban và các nước trung gian, bao gồm Mỹ. Trong khi đó, Hezbollah sẽ đưa ra một sự chấp thuận không chính thức bởi lực lượng này là bên tham chiến với Israel ở Liban. Mỹ coi Hezbollah là một tổ chức cực đoan nên không trực tiếp ký kết thỏa thuận với lực lượng này. Hezbollah chưa tuyên bố chính thức về dự thảo thỏa thuận. Tuy nhiên, Iran quốc gia có tầm ảnh hưởng hàng đầu ở khu vực, hồi đầu tháng đã kêu gọi Hezbollah chấp thuận ngừng bắn. Tân lãnh đạo Hezbollah, ông Naim Qasem, cách đây ít lâu cũng khẳng định Hezbollah sẽ đồng ý ngừng bắn nếu Israel dừng tấn công Liban và Liban giữ được chủ quyền lãnh thổ. Đáng chú ý, một quan chức Israel nói với tờ The Times ở Israel rằng nước này chấp nhận lệnh ngừng bắn chứ không phải chấm dứt xung đột với Hezbollah. Vị này khẳng định, chúng tôi không biết xung đột sẽ kéo dài bao lâu, có thể là một tháng, có thể là một năm. Một quan chức Israel khác cho biết, nước này sẽ có quyền tự do hành động tại Liban sau khi lệnh ngừng bắn được ký kết. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sẽ có thể hoạt động nhằm chống lại không chỉ những kẻ cố gắng tấn công Israel, mà cả những nỗ lực xây dựng sức mạnh quân sự của Hezbollah. Theo quan chức trên, Israel thấy rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận ngừng bắn, một phần vì sợ chính quyền Mỹ có thể trừng phạt Israel bằng một nghị quyết của Hội đồng An Liên Hợp Quốc trong những tuần cuối cùng. Ngoài ra, Israel cũng đang thiếu các năng lực mà nước này cần từ Mỹ, gồm 134 xe ủi đất D9, trong khi đó tại washington người phát ngôn an ninh quốc gia nhà trắng john kirby cho biết chúng tôi đã gần đạt được nhưng sẽ không có gì được thực hiện cho đến khi mọi thứ được hoàn tất